Vâng, xin kính chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư và quý vị khán giả đang theo dõi video qua kênh YouTube chuyên tư vấn đầu tư của Tú. Và hôm nay chúng ta đang xem một lô đất là thuộc khu dân cư là khu 7B Thúc Duyên. Một lô có diện tích là 10 x 20m, tổng diện tích là 200m và thổ cư hết. Một lô đặc biệt để xây biệt thự, mặt tiền 10, sâu 20. Và lô đất đang có giá bán cũng tương đối là mềm. Thì vì vậy là anh chị có nhu cầu có thể liên hệ với Tú qua số điện thoại lưu ở bên dưới. Và từ vị trí lô đất chúng ta thì đi ra phía Ủy ban Nhân dân tỉnh thì chỉ có vài trăm mét thôi. Đi ra đến đây chúng ta đi một tí nữa là ra đến mặt đường của Ủy ban Nhân dân rồi. Đây, một tí thôi. Quý khách hàng cái xe đang chạy dọc dọc kia đó chính là khu vực Ủy ban Nhân dân, mặt đường chính đấy. Thì khoảng 100 mét. Còn từ vị trí của lô đất chúng ta đi thẳng sang thì sang phía bên phía đường Thúc Duyên. Và bây giờ Tú cũng sẽ đi qua luôn cái khu vực đấy cho quý khách hàng. Một là vị trí đất mà có thể nói là xây nhà rất hợp lý, giao thông thì thuận tiện. Anh chị có nhu cầu có thể liên hệ với Tú qua số điện thoại dưới bài. Và đây cũng là những cái hình ảnh cuối cùng của video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các quý khách hàng trong những video tiếp theo. Xin chào.